Chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, cả nước đã có 147 trẻ em bị xâm hại, tăng 30 em so với quý 1 năm 2021. Trong đó có các trường hợp bị bạo lực, xâm hại tình dục, bị bắt cóc, mất tích hoặc là bị bỏ rơi. Cũng trong 3 tháng đầu năm, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận hơn 202.000 cuộc gọi, tư vấn khoảng 10.600 ca, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm 2021. Thực tế và nguy cơ trẻ em bị xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục ở nước ta, vẫn đang ở mức cao. Đòi hỏi việc giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại, trong đó có xâm hại tình dục cho trẻ em, cần tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa. Trong buổi tọa đàm phòng chống xâm hại tình dục trẻ em thuộc dự án Cánh Bồm Đỏ Thắm do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tổ chức, 30 trẻ em ở phường Kinh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng sôi nổi trong các hoạt động khi cùng nhau ôn lại những kiến thức đã được tập huấn về phòng chống xâm hại tình dục vào cuối năm ngoái. Em đã học được thêm hai quy tắc rất là mới và rất là hay, đó chính là quy tắc 5 ngón tay và quy tắc hands. Cùng với các em tham gia buổi tọa đàm, nhiều bậc phụ huynh cũng thêm kiến thức về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Người nuôi dưỡng chăm sóc trẻ biết được những cái hành vi, những cái thủ đoạn rất là tinh vi của đối tượng để có thể là đưa ra những cái lời khuyên, những cái biện pháp khuyên răn dạy dỗ con cháu mình tránh được những cái xâm hại tình dục. Trong thời gian tới, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt sẽ tiếp tục triển khai cái mô hình dự án Cánh Bồm Đỏ Thắm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thực hiện lồng ghép chủ đề về xâm hại tình dục trẻ em vào trong các cái dự án khác của quỹ. Ví dụ như dự án Trường Học Hạnh Phúc triển khai các cái khóa tập huấn về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho đối tượng là trẻ em, người chăm sóc trẻ và thầy cô tại các cái điểm trường khó khăn cũng như tại các vùng khó khăn trong cả nước. Không ít các bậc cha mẹ thường rất chú trọng trong việc dạy làm sao để con có thể học giỏi nhưng lại chủ quan hoặc là chưa thực sự quan tâm tới vấn đề dạy trẻ phòng tránh bị xâm hại, phòng vệ cũng như là bảo vệ bản thân trong các tình huống bị xâm hại tình dục. Thực tế là việc dạy trẻ các kỹ năng phòng tránh xâm hại cần được bắt đầu sớm khi trẻ từ 3 tuổi trở lên với những bài học đầu tiên về các bộ phận trên cơ thể, về quy tắc đồ lót hay là quy tắc 5 ngón tay. 3 tuổi là cái thời điểm mà các con bắt đầu khám phá các bộ phận cơ thể rồi, thì cha mẹ phải tận dụng cái cơ hội đó để dạy con tên gọi chính xác của các bộ phận cơ thể, gồm cả bộ phận sinh dục. Rồi chúng ta cũng sẽ phải giúp cho con hiểu được thế nào là cảm giác an toàn và cảm giác lo lắng. Còn đến cái giai đoạn 5 tuổi thì lúc này chúng ta cần phải giới thiệu về chức năng của các cái bộ phận cơ thể, cánh tay dùng để làm gì, rồi là mắt thì dùng để làm gì, và trong đó thì kể cả là bộ phận sinh dục, chức năng của nó như thế nào. Và đến cái tuổi này thì sẽ phải dạy cho các con là hành vi nào là hành vi đúng đắn và hành vi nào là hành vi không đúng đắn, thế nào là riêng tư, thế nào là không riêng tư, thế nào là động chạm an toàn, thế nào là không động chạm an toàn. Cái cách thức giáo dục về mặt giới tính cũng như là phòng chống xâm hại tình dục ấy, giới thiệu hiệu quả nhất là thông qua các cái câu chuyện. Chúng ta phải đặt ra một số những câu hỏi tình huống trong cái câu chuyện cuộc sống hàng ngày ấy, để hỏi con xem là cách xử lý như thế nào. Ví dụ như là nếu mà con không thích cái nụ hôn tạm biệt của chú hàng xóm thì con làm gì? Thì tất cả những cái tình huống đấy là mình phải đặt ra và để cho con là sau khi mình xem phim hoặc xem các câu chuyện xong thì bây giờ xem thái độ của con thế nào, cách ứng xử của con ra sao. Và nếu mà nó cái ứng xử của con nó chưa phù hợp ấy, thì chúng ta phải khuyến nghị cho con một cái cách thức để con ứng xử nó phù hợp hơn. Nếu không may trẻ bị xâm hại, các bậc cha mẹ xin đừng bắt đầu từ câu hỏi phán xét tại sao. Hãy bắt đầu bằng sự lắng nghe, hỗ trợ, bảo vệ các con. Bởi khi sự việc xảy ra thì các con là những nạn nhân chịu tổn thương nhất. Với tình thương, các con sẽ vượt qua được nỗi đau và cũng sẽ trở thành bài học, thành lòng dũng cảm, cùng giúp đỡ, chia sẻ và bảo vệ những trẻ em khác khỏi xâm hại tình dục.